Đây là bàn của tất cả các vị A-la-hán và các vị Bồ Tát. Tất cả đều là đồ cúng chay. Và đây là bàn của Ngài Viên Tiễn cùng các thiên binh thiên tướng. Có bông hoa, trái cây, chè, xôi, ngũ cốc, rau củ các loại. Và đặc biệt là những chén nước, chén hoa nước của các chư vị ở phía đông cung. Và đây là bàn của Bắc Tiên. Lý Thiết Hoài, Trung Ly Quyền, Tàu Quốc Cửu, Lã Động Tân, Hà Tiên Cô, Tam Thái Hòa, Hàng Tương Tử, Trung Quả Lão. Đây là của các chư vị Bắc Tiên. Tất cả đều rất là hiện hữu và sẽ về đây tham dự buổi tiệc mà sư phụ Ngô Tư Kiệt sắp sửa lên cúng. Còn đây là bàn của Tứ Đại Thiên Vương và các hộ pháp, Thánh Muhammad và các tiên trưởng Hồi giáo. Và đây là bàn của tất cả các chư vị Long Vương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng các vị thánh thần thế giới. Và đây là bàn của Ngài Sơn Thần, núi Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung và hai vị Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông. Tất cả các ngài rất là hiền hữu. Cùng về đây. Bây giờ anh đi cái giờ tiệm này đóng cửa. Và đây là bàn của các vị thánh thần của núi Cấm và năm non bảy núi. Đây là bàn của Đức Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo, Đức George Washington, Đức Đại Thánh Vương Trần Quang Khải, Quan Thế Công, Đức Đại Thánh Vương Lê Văn Duyệt, Thần Miền Nam Nguyễn Trung Trực. Và đây là bàn của ngài, các ngài hộ pháp Xích Long, Bạch Long, Quỳnh Long và Thanh Long. Ủa sao cái này chỗ này hai dĩa này? Và đây là bàn của Đức Thầy và Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Sư phụ Thế Công Hòa Thượng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và đây là tất cả các chư vị thánh thần của quốc gia Kuman Thái Tử Ngô Tấn Kiệt ở Hoa Kỳ.
Hello tiên nữ. Ê, cái người đưa gà cho chậm nhé. Sao mình chưa có giấy bằng những bằng này em? Em không biết. Anh hỏi chị đi hỏi nào. Hay là hỏi không? Và đây là bàn của các vị hộ pháp của ngài Ngô Tuấn Kiệt, hộ pháp của KNT, những Phật đường Việt Nam Thao và ngôi gia của Thái tử và nhà thổ địa. Bà con đi vào chừng có bước dép chừng độ nào? Em hỏi dùm mấy chị hai đó, hai bạn đó thiếu giấy đó. Và đây là bàn của các vị trong đường Cơ Long Hổ và các vị hộ pháp Thiên Ánh. Chị An ơi, những bàn này mình chưa có giấy á chị An. Mình chưa có giấy á, đề tên á. Những cái... Hả? Sư phụ, mình sư phụ không biết có hỏi sư phụ những bạn này có cần để giấy không? Nhiều quá đâu có đủ đâu. Dạ, em nghĩ cái này cho sư phụ gắn làm chung thôi à. Công chúa. Ở góc bên đây còn thiếu đồ trắng. Đây là sáu mẹ ngũ hành: mẹ châu Mỹ, mẹ châu Âu, mẹ châu Á, mẹ châu Phi, mẹ châu Úc, mẹ châu Thái Bình Dương. Tỷ muội của Thái tử Thiên Nhãn. Và đây là nhũ mẫu của Thái tử và các mẫu Đại tỷ Thánh mẫu Ngũ Hành. Đây là bàn của cha mẹ Ngọc Hoàng Thượng Đế và mẹ Du Trì Địa Mẫu. Đức Đại Thánh Mẫu, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu.
hay là ngài Long Vương Phật. Ly nhỏ nhỏ nhiều không? Dạ có. Rồi có đủ rượu không? Cái gì thay con tướng cho cái gì thần? Có o đỡ thêm là sư phụ ơi. Rượu mình co được thêm đỡ thêm mẹ cho con mời. Mẹ con nói gì? Xuống bờ sông rồi. Lọt xuống thì giỏi lắm mà giật lộn như mấy con cá sấu. Cái gì biết chứ. Dạ, đúng rồi, mình làm hơi chưa có quen á. Tính không có biết quay phim. Có gì đâu quay đó, bàn theo em bàn tượng chân được quay đùm lắm đó.
mai kêu anh tính lại giùm chị Mai. Anh tính xuống.